Lý Trí xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hai loại máy. Đây là máy một khí mốt với tốc độ quay là 1.000 dòng phút, sử dụng điện thắp sáng gia đình 220V. Và đây là một loại máy 1x2 với tốc độ quay là 2.800 dòng phút. Và hôm nay mình sẽ thử tăm chuối và hành dừa. Ở gần nhà mình không có vỏ cỏ voi cho nên mình thử hai loại chuối và dừa cho các bạn xem. Và bây giờ chúng ta thử máy 1.5 trước ha. Máy 2.800 dòng phút này bơm rất là khỏe các bạn, cứ bơm mịn luôn á. Và các bạn có nhu cầu hãy like cho mình và liên lạc mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.